Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập nhìn đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động thầy tử vi thấy trước những ngày cuối đời. Cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, từ 47 tuổi trở về già, nổ lộc trúng lớn, gánh không hết tiền của về nhà, giàu có số 1. Thưa anh chị Mậu Ngọ thân mến, mớ bồng bông của quá khứ, nhìn thấy mỏi mệt lắm thay, lắm lúc Mậu Ngọ nghỉ thả cuộc đời như trang giấy trắng, lúc mới vào đời thì dễ tô vẻ lắm thay. Cuộc đời Mậu Ngọ do toàn những nét ngang dọc, trang giấy chỗ chấm chỗ vá, chỗ chi chít vết mực, khó vẽ, khó tô, khó định hướng định hình. Những vết đó cũng tượng trưng cho những gánh nặng, những trách nhiệm, những thiếu sót, những ân tình, những nợ nần, những lo toan, những mỏi mệt mà Mậu Ngọ đang phải gánh trên người. Ai chẳng muốn rảnh tay thả hồn tô vẽ, nhưng Mậu Ngọ sẽ giống như bị trói hai tay, lưng đè tảng đá, miệng ngậm bút mà loay hoay vẽ tranh vậy. Khó nhưng sẽ làm được, khổ cực nhưng rồi sẽ qua, nên mong Mậu Ngọ luôn có thể kiên tâm mà kiên trì, vững chí mà bền bỉ, vì khi thời vận không thuận. Từ 47 tuổi trở về trước thì Mậu Ngọ xông xáo, còn lúc thời thế hanh thông, từ sau 47 tuổi mà Mậu Ngọ nằm ngủ thì thật sự là tiếc lắm thay. Giới tử vi hé lộ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trước đây đã kinh qua vô số khổ nạn, nhưng từ nay trở đi biết ba cơ hội cải mệnh này, thì từ sau 47 tuổi sẽ lội ngược dòng số phận, phất lên ngôi cao trước cả, sung sướng như tiên, cả họ được nhờ, khiến những kẻ từng khinh miệt chèn ép mình phải lóa mắt ghen tị. Vậy, ba cơ hội đó là gì? Tương lai người tuổi Mậu Ngọ từ sau 47 tuổi đến khi về già sẽ biến động ra sao? Từ sau 47 tuổi trở đi cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý những gì? Bản mệnh Mậu Ngọ muốn biết phần còn lại cuộc đời từ sau năm 47 tuổi tới khi về già sẽ đi về đâu thì hãy chiêm nghiệm giải luận mới nhất dưới đây. Chúc tín chủ tìm ra lộ trình với sự thịnh vượng viên mãn dành riêng cho mình. Quý vị thân mến, người tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, biểu tượng cho sự nhiệt huyết, mạnh mẽ và sáng tạo. Ở độ tuổi 47, họ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống, từ đó phát triển một tầm nhìn rộng lớn và sâu sắc, đồng thời vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong tâm hồn. Người tuổi Mậu Ngọ mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết mãnh liệt, họ luôn tràn đầy năng lượng và đam mê trong mọi việc mình làm. Sự nhiệt huyết này giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thách thức, thúc đẩy họ không ngừng nỗ lực và tiến lên. Triết lý sống của họ là sống hết mình, làm việc với tất cả đam mê. Hành hỏa tượng trưng cho sự sáng tạo và khả năng đổi mới, người tuổi Mậu Ngọ luôn tìm cách nghỉ khác, làm khác và tạo ra những giá trị mới mẻ. Họ không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới và luôn tìm cách cải thiện đổi mới trong cuộc sống và công việc. Triết lý của họ là sáng tạo không ngừng, đổi mới mỗi ngày. Người tuổi Mậu Ngọ có tính cách mạnh mẽ và kiên cường, họ không thể bị khuất phục trước những khó khăn, luôn đứng lên sau mỗi thất bại với tinh thần quyết tâm. Sự mạnh mẽ và kiên cường này giúp họ vượt qua mọi trở ngại và đạt được những thành tựu đáng kể. Triết lý sống của họ là mạnh mẽ như ngọn lửa, kiên cường như thép. Người tuổi Mậu Ngọ yêu thích sự tự do và phóng khoáng, họ luôn muốn khám phá trải nghiệm những điều mới mẻ và không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc. Sự phóng khoáng và tự do này giúp họ sống một cuộc sống đa dạng và phong phú, luôn tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Triết lý của họ là sống tự do, phóng khoáng và không ràng buộc. Người tuổi Mậu Ngọ dù có tính cách mạnh mẽ vẫn giữ được sự nhiệt tình và nhân ái. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và chia sẻ niềm vui nỗi buồn với những người xung quanh. Sự nhiệt tình và nhân ái này giúp họ xây dựng được mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Triết lý của họ là sống nhiệt tình, yêu thương và nhân ái. Người tuổi Mậu Ngọ 47 tuổi
với tính cách nhiệt huyết sáng tạo mạnh mẽ, phóng khoáng và nhân ái, sống theo triết lý nhiệt huyết, sáng tạo, kiên cường, tự do và nhân ái. Họ là biểu tượng của sự kết hợp giữa năng lượng và trí tuệ, giữa sáng tạo và kiên cường, giữa sự tự do và nhân ái, tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa và phong phú. Theo tử vi chọn đề dự báo, người tuổi Mậu Ngọ thời trai trẻ thường phải chịu rất nhiều vất vả, khổ sở, họ chăm chỉ làm việc cũng cần cù phấn đấu không kể ngày đêm, chẳng ngại bất cứ khó khăn để tiến lên phía trước, giành được mục tiêu mình đã định. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách cương trực, thẳng thắn, đôi khi có phần cố chấp của mình mà con giáp này rất dễ đắc tội với nhiều người. Sống trên đời nếu các mối quan hệ xã hội không được xử lý tốt thì đường đời sẽ càng thêm trắc trở. Các mối quan hệ mà chúng ta có với mọi người là vô cùng quan trọng để thành công trong và ngoài công việc. Người tuổi Mậu Ngọ vì thiếu khéo léo trong vấn đề này nên con đường sự nghiệp không mấy suôn sẻ như ý muốn. Song khi tuổi tác càng nhiều lên thì tính cách của con giáp này cũng dần trở nên trầm ổn, không còn bốc đồng theo ý mình như trước nữa, mà đã biết suy tính trước sau, lựa lời sao cho không mất lòng ai. Nhờ thế mà con giáp này có hậu vận cực tốt, có số an nhàn sung sướng tuổi Xế Chiều. Trời sinh tuổi Mậu Ngọ là những người có ý chí vững mạnh, có nghị lực kiên cường, không bao giờ khuất phục trước số phận được an bài. Tuổi Mậu Ngọ dù không được sinh ra trong gia đình giàu sang sung túc, nhưng họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng cuộc sống viên mãn cho mình từ hai bàn tay trắng. Tử vi có nói, cuộc đời của tuổi Mậu Ngọ đến trễ hơn những người khác, không phải vì họ không giỏi giang, mà vì họ là những người thích tự do, nên thời niên thiếu vẫn không chịu dừng chân ổn định. Nếu bạn tuổi Mậu Ngọ vào năm 47 tuổi vẫn chưa có gì vững vàng trong tay thì cũng không cần lo sợ. Từ sau 47 tuổi trở đi, cuộc sống tuổi Mậu Ngọ như bước sang trang mới. Đây là thời điểm hoàng kim nhất của bạn. Bạn không những được gặp nhiều may mắn thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp mà có khả năng làm giàu ở giai đoạn này. Sau 50 tuổi, việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay. Từ sau 47 tuổi trở về già này, tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn phù trợ. Nhìn chung, sự nghiệp và cuộc sống trong năm nay sẽ hưng thịnh rực rỡ. Để vận trình của anh chị Mậu Ngọ được suôn sẻ thuận lợi, gặp hung hóa cát, đổi vận nhanh chóng, đổi đời giàu có, tiền bạc đầy tay, thì việc nắm bắt được vận trình tử vi của mình là vô cùng quan trọng. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. 1. Vận trình tuổi Mậu Ngọ từ sau 47 tuổi về công việc sự nghiệp. 2. Vận trình tuổi Mậu Ngọ từ sau 47 tuổi về tài lộc. 3. Vận trình sức khỏe. 4. Vận trình tình cảm và gia đạo. 5. Cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Mậu Ngọ từ sau 47 tuổi đến khi về già. 6. Tìm hiểu 3 dấu hiệu điềm lành đại phú của một gia đình là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đạo và bản thân Mậu Ngọ. 7. Phật bản mệnh của tuổi Mậu Ngọ và những việc tuổi Mậu Ngọ nên làm để được Phật độ khi về già. 8. Lời nhắc cải mệnh, điều cần chuẩn bị và lưu ý dành cho người tuổi Mậu Ngọ trong vận trình từ sau 47 tuổi đến khi về già. Đầu tiên là vận trình tuổi Mậu Ngọ từ sau 47 tuổi về công việc sự nghiệp. Sau 47 tuổi, vận may sự nghiệp của Mậu Ngọ 1978 sẽ dần được cải thiện. Năm này tuy có chí hướng về nghề nghiệp và sẽ nỗ lực đạt mục tiêu khi có cơ hội, nhưng sẽ gặp không ít trở ngại trong quá trình phấn đấu, chẳng hạn như sự ngăn cản, cản trở của các thành viên trong gia đình, sự bất hợp tác của đồng nghiệp hoặc từ chức đột ngột sẽ khiến cho tâm trạng của người tuổi Mậu Ngọ trở nên rất lo lắng. Đối với người sinh năm 1978, thành công trong năm này đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn bình thường. Xem tử vi của 12 con giáp, phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ tràn đầy cảm hứng, bạn tha hồ sáng tạo, thử nghiệm và áp dụng chúng vào công việc. Điều đáng mừng là nhiều giải pháp được tối ưu có thể sử dụng. Thời gian này người tuổi Mậu Ngọ cũng được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi bạn càng làm việc hăng say hơn. Vì vậy, nếu may mắn được làm cùng những người không tiết kiệm lời khen, bạn sẽ làm việc hết sức hiệu quả. Hãy tận dụng tháng này để hoàn thành thật nhiều việc. Đây cũng là thời kỳ Mậu Ngọ nên khéo léo trong ứng xử. Đừng vì chút thành tích mà tự kiêu, hoặc vì bận quá mà quên việc quan sát, quên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu hơn về họ nhé. Về tài lộc, tài vận của Mậu Ngọ sinh năm 1978 sau 47 tuổi cũng sẽ được cải thiện đôi chút, nhất là đối với những cá nhân tự kinh doanh, thì công việc làm ăn năm nay của họ sẽ khởi sắc hơn rất nhiều, lượng khách hàng mới đến đều đặn và những khách hàng này cần phải được chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều cơ hội trong năm nay, nhưng các khoản chi tiêu cũng rất lớn. Ngoài các chi phí trong gia đình, việc giao thiệp khách hàng là những khoản chi không hề nhỏ. Do đó, lúc này tuổi Mậu Ngọ vẫn đang cảm thấy áp lực. Tuy nhiên,
Mậu Ngọ 1978 có tính cách vui vẻ lạc quan. Dù gặp phải những vấn đề gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết, nên sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền trong năm nay. Hãy nắm bắt thật tốt nhé! Tử vi tài lộc của tuổi Mậu Ngọ cho thấy đây là thời điểm tốt để mở rộng kinh doanh sang những hướng mới. Ai muốn khởi nghiệp hay triển khai lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn thì lúc này phù hợp cho những bước đi đầu tiên của mình. Nhờ có tam hội khuyến khích mà việc hợp tác làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn, hoặc bản mệnh may mắn được những đối tác hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, giúp gia tăng doanh thu nhanh chóng. Thời gian này khuyên người tuổi Mậu Ngọ nên tiếp tục hoàn thiện những gì bạn đang làm, nhưng hãy dành thời gian để làm nhiều việc hơn. Nền móng gây dựng lúc này hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp trong tương lai, vì vậy đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Về mặt sức khỏe, sau năm 47 tuổi, những quý tín chủ Mậu Ngọ nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Tuy công việc và thu nhập ổn định trong năm này, nhưng do thường xuyên giao tiếp bên ngoài, nên có thể xảy ra một số vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, bạn nên hạn chế trong năm nay, đặc biệt là thói quen sinh hoạt xấu như ăn uống không điều độ, hút thuốc và uống rượu bia, nếu không sẽ mang lại phiền toái cho cơ thể và một số bệnh thường gặp sẽ lần lượt xuất hiện, chẳng hạn như huyết áp, bệnh đường hô hấp. Ngoài ra, người lái xe cần đặc biệt chú ý đến an toàn khi đi lại, khi đi ra ngoài, không lái xe mệt mỏi, không lái xe trong tình trạng có cồn để tránh tai nạn. Giai đoạn này có nhiều việc phải làm, lại đặt nhiều kỳ vọng cho tương lai, nên áp lực tinh thần của Mậu Ngọ khá lớn, khiến thể lực suy giảm. Mỗi lần làm việc là bạn quên hết giờ giấc, ăn uống không đúng bữa, nên rất dễ đau dạ dày. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi thư giãn tinh thần, giữ tâm trạng vui tươi thì sức khỏe mới cải thiện được, nên điều chỉnh lại lối sống cho phù hợp, nếu Mậu Ngọ không muốn bệnh bị nặng thêm. Về chuyện gia đạo và tình cảm, Mậu Ngọ không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn rất hài hước, tài giỏi, thường thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Tuy đã bước vào tuổi tứ tuần, nhưng sức hút vẫn không hề suy giảm cho mắt người khác. Việc giao tiếp xã hội thường xuyên đi sớm về khuya đối với một nửa của bạn sẽ là mối nguy cơ khiến họ sẽ có cảm giác mất lòng tin. Trong hoàn cảnh đó, hai vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn do những vấn đề bên ngoài. Ngoài ra, tính cách quý ông tuổi Ngựa dễ nóng nảy, do vợ chồng thiếu tiếng nói chung và không thể chia sẻ với nhau. Do đó bạn cần phải có trách nhiệm với gia đình, phải thông cảm quan tâm chia sẻ với nửa còn lại. Người sinh năm 1978 nên bao dung hơn, chia sẻ và tin tưởng hơn, biết bảo vệ bản thân không gây chuyện thị phi, kẻo gia đình tan vỡ. Đây là thời điểm tuyệt vời để những người độc thân thực hiện bước nhảy dũng cảm vào những vùng đất xa lạ. Hãy để con tim dẫn dắt bạn trong lúc này, đừng quá lý trí mà so sánh thiệt hơn, điều tuyệt vời đang chờ đón bạn phía trước. Thưa quý tín chủ 1978, nếu bỗng nhiên Mậu Ngọ thấy ngần ngại và lo lắng, sợ sệt, đắn đo và lựa chọn trong suốt thời gian vừa rồi, thì đấy cũng là thời điểm tàn dư của quá khứ tìm cách níu chân Mậu Ngọ, phá hoại phong cảnh rực rỡ, nhiều màu đang chờ Mậu Ngọ ở tương lai. Sự chuyển cảnh của bản mệnh này đang ở rất gần, nhưng bỗng đột nhiên cố gắng bao lâu không lo lắng, cống hiến bao lâu không ngần ngại, thì nay lại cứ chần chừ, đấy hãy cứ hiểu không hẳn là điềm báo của trực giác, mà giản đơn chỉ là sự níu kéo của những tàn dư nơi quá khứ vào thân mình. Hãy tin vào lựa chọn của Mậu Ngọ, bước dài trên đường Mậu Ngọ đang đi, không liều lĩnh nhưng cũng chẳng cần ngần ngại, cứ thế mà tiến, cứ vậy mà chiến, khởi sắc đang cận kề, có gì mà phải chần chờ suy tư. Vì nếu đến bản thân Mậu Ngọ còn không tin chính Mậu Ngọ, thì làm sao để cho cả thế gian nhìn vào và tin phục? Có một câu nói thế này, hy vọng Mậu Ngọ có thể hiểu, nôm na là thế này à, khi ma quỷ, tức các dòng năng lượng tiêu cực hoặc các cảm xúc bi quan bơm Mậu Ngọ, có thể là vì những gì bạn đang làm là sai, vì khi Mậu Ngọ làm sai tức đúng những điều tiêu cực muốn, khi mà ma quỷ tìm đến Mậu Ngọ, tức là có thể những gì Mậu Ngọ đang làm là đúng, nên chúng cần tìm đến Mậu Ngọ để khiến bạn nghi ngại chần chừ bỏ lỡ cái sự đúng đang trong tầm tay. Ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bản mệnh cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Mậu Ngọ, từ sau 47 tuổi đến khi về già. Nam mạng, xem tử vi chọn đời từ năm 47 tuổi đến năm 50 tuổi. Khoảng thời gian này làm gì cũng phải thận trọng, không nên quá tin tưởng người khác, nếu không sẽ bị lợi dụng thiệt hại về tài sản, đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng son sắc thủy chung yêu thương nhau. Nữ mạng, từ năm 47 tuổi đến năm 50 tuổi. Trong những năm này tài lộc đã có dấu hiệu khởi sắc và quay trở lại, nhiều cơ hội trong kinh doanh xuất hiện, nếu biết nắm bắt tốt thì Mậu Ngọ sẽ kiếm được một khoản khá lớn. Tuy nhiên, những năm này tình cảm gia đình vướng phải nhiều vấn đề, do vậy mà cần phải được chú ý và giải quyết trước tiên. Bước sang tuổi 49, nữ Mậu Ngọ có phần sung túc và khá giả hơn, trong công việc đã có một vị trí nhất định, cuộc sống gia đình yên ấm và hòa thuận,
con cái lớn khôn và có nhiều thành tựu. Nam mạng, từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững mạnh ổn định, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tuy nhiên, giai đoạn này cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Nữ mạng, từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Nữ tuổi Mậu Ngọ khi bước vào độ tuổi này cuộc sống khá yên vui, sức khỏe tuy có mắc phải một số vấn đề nhưng nhìn chung khá tốt, sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển thêm nữa, do vậy mà họ nên lui về để hưởng sự chăm sóc, tạo điều kiện cho con cháu thể hiện lòng hiếu thảo. Nam mạng, từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Những khó khăn gian nan của tuổi trẻ đã đi qua, đây là khoảng thời gian nam mạng Mậu Ngọ có thể hưởng thành quả lao động của mình, gia đình có nhiều niềm vui, con cháu đông vui sum vầy. Nữ mạng, từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Những năm này tình cảm gia đình phát triển tốt, tuy nhiên, sức khỏe lại có nhiều điều bất cập, do vậy mà Mậu Ngọ nên dành nhiều thời gian hơn vào việc chăm sóc bản thân, thường xuyên đi khám kiểm tra định kỳ, đảm bảo sức khỏe luôn ở trạng thái tốt và ổn định. Tiếp theo trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị tuổi Mậu Ngọ đi tìm hiểu 3 dấu hiệu điềm lành đại phú của một gia đình là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đạo và bản thân con giáp. Cụ thể đó là những dấu hiệu đổi đời nào, mời anh chị cùng chương trình chiêm nghiệm và kiểm chứng xem có đúng như vậy không nhé. Một số tín ngưỡng ở nông thôn đã được lưu truyền hàng nghìn năm và một số điều vẫn còn đáng tin và hữu ích dưới góc độ phong thủy. Ví dụ quan niệm trong nhà, xuất hiện những dấu hiệu này đó là điềm báo may mắn mà ông trời gửi tới cho con giáp tuổi Mậu Ngọ. Cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống. Đặt cây xanh trong nhà trong văn phòng không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn có vai trò phát tài. Khi cây xanh bạn trồng toát ra sức sống mãnh liệt, chính là điềm báo may mắn, cây càng nhiều chồi non, lá xanh tươi, thân cây lớn nhanh mơn mởn thì cũng giống như tài lộc đang được sinh sôi nảy nở. Bướm bay vào nhà hoặc đậu lên người. Với quan niệm bướm chính là linh hồn người đã khuất, cho nên khi có một con bướm đen vô tình đậu vào người bạn, bạn lo lắng sẽ có điềm dữ sắp tới đến với bạn, bởi vì màu đen là màu được nhiều người mặc định là màu không được may mắn, thế nhưng theo tâm linh, bướm đen tượng trưng cho những người đàn ông thân thiết với chúng ta, vì vậy con bướm màu đen đậu vào người bạn, thì đây là một điềm báo cho biết sắp tới bạn sẽ gặp được những thành công lớn lao trong công việc, cũng như con đường thăng tiến của bạn được mở rộng. Những người trụ cột của gia đình đã khuất sẽ về chỉ lối cho bạn hướng đi đến thành công, do đó, đừng nên xui đuổi khi thấy bướm đậu vào người mình nhé. Nếu có một con bướm với những màu sắc sặc sỡ đẹp tuyệt vời đang bay, bỗng dưng đậu vào người bạn, thì bạn nên vui vì điều đó, bởi vì con bướm có màu sắc sặc sỡ được xem như linh hồn của những người phụ nữ đã từng yêu thương bạn rất nhiều. Có thể là một người bà hay một người mẹ quá cố của bạn, không phải bỗng dưng mà những con bướm ấy lại đậu vào chính người của bạn. Đây chính là điềm báo bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã hội hay các mối quan hệ tình cảm của bạn. Đừng lo lắng khi thấy bướm đậu vào người mình, mà thay vào đó hãy nở một nụ cười thật tươi để chờ đón những điều may mắn về hạnh phúc gia đình của bạn hay chuyện tình cảm của bạn với người yêu sẽ có khả năng sẽ chuyển biến tốt lành. Đây còn là điềm báo về thời vận của bạn sắp đến, bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, đặc biệt là vấn đề tiền bạc. Bỗng dưng gặp rắn, có thể bạn sẽ cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi gặp rắn, nhưng đây cũng là một trong những điềm báo bạn sẽ gặp may mắn đấy. Nếu bạn gặp rắn trong khu vườn của bạn, bên trong ngôi nhà hoặc ra ngoài đường, nó có nghĩa là một cái gì đó hoặc ai đó quan trọng sẽ đi vào cuộc sống của bạn thời gian sắp tới, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ. Vì thế khi gặp rắn bạn đừng cố gắng gây tổn hại hoặc giết chúng, vì bạn sắp có được thành quả, sự đền đáp xứng đáng trong suốt thời gian qua rồi đó. Vận mệnh tài lộc của bạn hay của cả gia đình chuẩn bị tốt lên, mọi sự suôn sẻ và may mắn. Ngoài ra, khi bạn cố tình giết loài rắn thì bạn cũng có thể gặp xui xẻo. Vì rắn có liên kết tới một số mặt tinh thần, nó thường tự trốn đi khi nó ý thức được sự hiện diện của con người. Quý vị mệnh chủ thân mến, như đã trình bày thì quý anh chị đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình và mỗi năm mỗi bản thể sẽ gặp vận hạn khác nhau. Nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy theo âm đức từng người, không nên vì khó mà nản, không phải gặp niên vận mà bình thản. Cách giải mệnh hay tăng phước mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tâm ý, dưỡng đức độ mà nên, trải qua diễn biến từng năm dù tốt hay xấu. Ứng nghiệm mạng yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào âm đức, phúc vận của mỗi người. Phàm trong đời với lối sống lấy cho đi để làm lời lại thường an nhiên hơn những đường lối giác phạm, làm tiến trên sức của người khác. Song song đó việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Thưa quý vị,
Từ xưa đến nay dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Mậu Ngọ được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý anh chị Mậu Ngọ cũng quan tâm đến Phật bản mệnh của mình, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và anh chị theo dõi tiếp video sau đây. Phật bản mệnh tuổi Ngọ, hay còn gọi là Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Thuở xưa kia khi còn ở Vô Lượng Đức Tựa An Lạc Thế Giới, người còn có Phật hiệu là Kim Quang, Sư Tử, Du Hỷ, chuyên hóa độ chúng sanh. Trong một vài kinh Phật ghi chép lại cho rằng, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát khi chưa độ thành Phật là con người thứ hai của Đức Vua Vô Trách Nhiệm. Trong quá trình trưởng thành của vị Thái Tử, nghe lời Phụ Vương thành tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện những hạnh tu sau. Ba nghiệp của thân, không bao giờ sát hại tất cả các chúng sinh, không được trộm cướp của bất kỳ ai và đặc biệt không bao giờ tà dâm. Bốn nghiệp của miệng, không bao giờ ăn nói sắc sược, không bao giờ thêu dệt lời nói của bất kỳ ai, không nói hai lời và những điều độc ác đặt điều. Bốn nghiệp của ý, trong lòng không tồn tại mọi danh lợi, nhục dục cho bản thân, không đem lòng án giận và các si mê ám muội, luôn giữ được tâm lòng sáng soi và thanh tịnh, chăm tu hướng về chính đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Như đã nhắc ở trên, Phật bản mệnh, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát là vị Phật độ mệnh cho con giáp tuổi Ngọ. Hình tượng của Đức Phật được khắc là hình ảnh của Ngài ngồi kiết vàng trên hoa sen, hai tay nâng một ngành sen dài, đại diện cho chăm tu thanh cao sạch sẽ và vô cùng thuần khiết, tránh xa được mọi khổ não của Đức Phật. Ngài chuyên dùng pháp lực của mình để soi độ giúp mọi chúng sinh thoát khỏi u mê lầm lỗi, được chỉ đường dẫn lối đến những quyết định đúng đắn, cũng như phát huy được hết khả năng của bản thân mình. Dưới đây là những công hiệu chi tiết vô cùng hiệu quả nhờ các pháp lực vi diệu của Đại Thế Chí Bồ Tát. Vật phẩm hộ thân khi đeo theo bên người giúp người sử dụng luôn được chỉ đường dẫn lối, tránh việc phạm phải ba nghiệp thân, miệng, ý. Tài lộc hộ trì cho bản mệnh sử dụng Phật bản mệnh tuổi Ngọ được hanh thông, thuận lợi trên con đường quan lộc tiền tài của bản thân, tránh bị tiểu nhân lợi dụng quấy phá. Khoa bản, đối với những người đã Phật bản mệnh còn đang trên ghế nhà trường, sẽ được phù hộ học hành tiến tới, công danh rộng mở, còn với những người khác sẽ được độ trì khai nhãn mở tuệ để luôn được sáng suốt. Sức khỏe, đối với vật phẩm được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như đá, ngọc, sẽ có tác dụng sinh ra năng lượng tích cực có lợi cho sức khỏe. Tình duyên, hóa giải đường tình duyên lận đận, nhiều trắc trở, đối với những người đã có gia đình sẽ hộ trì để cuộc sống hôn nhân luôn được thuận hòa. Và dưới đây là những việc tuổi Mậu Ngọ nên làm để được Phật độ. Giữ nội tâm thanh tịnh. Kinh Phật có câu, Phật thuyết nhất thiết pháp, duy trì nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp, nghĩa là Phật nói tất cả. Giáo pháp mục đích là để trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Nếu tất cả chúng sinh không có tâm bệnh, thì cần gì tất cả pháp? Cuộc sống này luôn có quá nhiều sự cám dỗ. Trên con đường giác ngộ luôn trải đầy tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị để làm chướng ngại vật níu chân mọi chúng ta, phải là người bản lĩnh biết giữ bản thân mình, giữ gìn cơ thể, lời nói và một tâm hồn thanh tịnh mới mong đạt được giác ngộ chân chính, cực lạc hay địa ngục vốn nằm trong tâm của chúng ta. Lựa chọn ra sao là do chính chúng ta quyết định, bởi vậy, cần giữ cho tâm thanh tịnh. Khi con người giữ được cái tâm thanh tịnh thì mọi hành động đều được phân xử rõ đúng sai. Hành thiện trong cứ hoàn cảnh nào, tai nghe những lời trái ngang, nhưng miệng vẫn có thể nói những lời thanh tao, khẳng khái, đang bị người khác lăng mạ, đánh đập, nhưng không vì thế mà hãm hại lại họ, dùng hành động chính nghĩa để họ thức tỉnh, tâm thanh tịnh sẽ tự chặt đứt mọi phiền não, sướng khổ cuộc đời là do tâm quyết định. Muốn giữ tâm thanh tịnh thì không nên sát sinh, không nên trộm cắp hay tham dục vọng thường tình, bởi những thứ này khiến đôi tay con người nhơ nhớp, tâm hồn luôn bị dằn vặt khổ đau. Lời muốn nói trong sạch thì trước hết không được nói dối, cũng đừng đưa ra những lời lăng mạ, lừa lọc người khác hay ăn nói sai sự thật trong những câu chuyện phím, khiến ta cũng quen dần tạo thối khẩu nghiệp. Suy cho cùng, tham, sân, si là căn nguyên khiến cho con người tạo nghiệp từ miệng, tâm luôn dằn vặt khổ đau. Bỏ được tham, sân, si giúp con người tìm được sự trong sạch trong tiếng nói, trong tâm hồn, tìm được niềm hạnh phúc trong những thứ bình dị. Tâm không được thanh tịnh luôn luôn vướng mắc bụi trần thì dẫn theo đó là hành động không được sáng suốt, thường trái luân thường đạo lý. Khi ta hành động sai trái dẫn đến hậu họa không lường thì bản thân ta luôn bị dằn vặt khổ đau. Phật duyên chính là một loại tâm cảnh bình hòa. Muốn đạt được thì nhất định phải giữ tâm thanh tịnh, bởi tư tưởng của con người rất không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ kỳ lạ, càng dễ làm người ta mất phương hướng. Rất nhiều người trong tâm muốn chiếm hữu,
thì khó có được khoảnh khắc thanh nhàn, không những mất đi niềm vui trong cuộc sống, mà còn đem lại cho cuộc sống sự căng thẳng và phiền não. Phật giáo dạy chúng ta biết cách dùng cái tâm bình lặng để nhìn nhận cuộc sống được và mất, làm cho thể tính bộc lộ một cách tự nhiên. Giữ tâm thanh tịnh bình hòa đối diện với cuộc sống, đó chính là có duyên với Phật. Khi đó thì cho dù có chăm chỉ bái Phật vẫn tự gieo phúc khí may mắn cho bản thân. Phật gia có ngũ giới, năm điều ngăn cấm bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là những điều cơ bản làm người, cũng là những việc làm tích âm đức rất hiệu quả. Sở dĩ Đức Phật đặt ra năm giới, vì Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Bạn có biết vì sao cử nhà Phật cấm rượu, không sát sinh để nhận phúc báo trường thọ, không trộm cắp để nhận phúc báo đại phú, đại quý, không tà dâm để bảo vệ sự công bình, bảo vệ hạnh phúc cho gia đình mình và gia đình người, không nói dối để nhận lại sự tôn kính của mọi người, không uống rượu để luôn giữ được sự minh mẫn và thông tuệ, cho nên ngũ thiện năm điều thiện thì mới có thể được phúc báo, trường thọ, an khang, giàu có, gia đình và sự nghiệp viên mãn. Nếu trong năm dài tháng rộng của cuộc đời bạn có thể dùng ngũ giới để tu thân, tương lai chắc chắn sẽ nhận lại quả ngọt xứng đáng. Khi hành thiện tích đức đủ nhiều quả báo cũng tăng lên theo đó, bởi vì tích đủ thiện mới có thể biến thành âm đức phúc báo, che chở cho con cháu nhiều đời sau. Lời nhắc cải mệnh Mậu Ngọ từ sau 47 tuổi, Mậu Ngọ cần tuyệt đối ghi nhớ, người nghèo không tiết kiệm ba loại tiền, người giàu không vào ba cửa, làm được phiền nhiễu tránh xa, lợi lộc tìm đến. Đây là lời răn dạy quan trọng của người xưa cho mọi người về những điều cần lưu ý trong cuộc sống. Cuộc sống mỗi người dù giàu có hay nghèo khó thế nào cũng cần phải lưu tâm đến vấn đề này để cuộc sống thuận lợi suôn sẻ hơn. Lời dạy của cổ nhân ắt có cơ sở, tốt nhất nên làm theo. Tại sao nói người nghèo không tiết kiệm ba tiền? Theo như lời dạy của cổ nhân, đời người dù có nghèo khó đến đâu cũng không nên tiết kiệm ba loại tiền. Vậy đó là ba loại tiền gì? Thứ nhất, tiền cho sức khỏe. Nhiều người có suy nghĩ rằng mỗi đồng tiền mình kiếm ra đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, thế nên họ hình thành suy nghĩ và hành động tiết kiệm đến mức chi li, rẻ sẻn. Họ không dám dùng đồ tốt, không dám ăn món ngon, không dám mua đồ đẹp. Thế nhưng họ lại quên đi một điều vô cùng quan trọng, đó là sức khỏe là vô giá, đồng thời cũng là vốn quý nhất của mỗi người. Có sức khỏe là có tất cả, chỉ khi khỏe mạnh ta mới có thể kiếm được ra tiền, chinh phục được mục tiêu và ước mơ của mình. Chính vì thế, những khoản chi cho sức khỏe là vô cùng quan trọng, không nên tiết kiệm những khoản này làm gì. Vì thế, hãy đầu tư cho việc ăn uống, mua những đồ dùng chất lượng tốt để sử dụng, duy trì những thói quen lành mạnh. Tiêu tiền cho sức khỏe là cách tiêu tiền thông thái nhất, miễn không hoang phí là được. Chỉ khi khỏe mạnh bạn mới có thể làm ra được nhiều tiền hơn. Thứ hai, tiền quà. Người xưa có câu rằng, có qua có lại mới toại lòng nhau, để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại mới giữ được các mối quan hệ xã hội lâu dài. Từ xưa đến nay, việc tặng quà đã được bình thường hóa, trở thành sợi dây vững chắc kết nối mọi người với nhau. Chính vì thế, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, hãy ghi nhớ số tiền đó, sau đó trả lại cho họ sau này vào một dịp nào đó. Đây cũng là một loại tiền không nên tiết kiệm. Biết sử dụng tiền quà đúng cách, đúng người, sẽ giúp cuộc sống sự nghiệp mới càng suôn sẻ và hanh thông. Thứ ba, tiền cho tri thức. Nhiều người quan niệm rằng, chi tiền cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ thua lỗ. Đây chính là quá trình học tập cũng như nâng cao trình độ, giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Khi bạn chi tiền cho tri thức, bạn không chỉ giàu có trong tâm hồn, giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, mà còn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, trở thành người giàu có về của cải trong tương lai. Thời gian đầu có thể bạn sẽ cảm thấy đây là một khoản đầu tư đắt đỏ, thế nhưng sau một thời gian bạn sẽ nhận ra khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Đầu tư cho tri thức là một trong những loại đầu tư thông thái, giúp bản thân nhận được về những lợi ích cũng như giá trị lâu dài và bền bỉ. Người giàu không vào ba cửa có nghĩa là gì? Cửa thứ nhất, sòng bạc. Người xưa có câu, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết cha chăng vào cùng. Có thể hiểu cờ bạc là thứ độc hại, có thể gây nghiện, nhưng lại chẳng mang đến lợi lộc gì cả. Một khi đã đâm đầu vào thì khó mà dứt bỏ ra được. Cờ bạc vốn có sức mê hoặc, khi đã thắng lại muốn thắng thêm, khi thua lại mang tâm lý muốn gỡ gạc lại. Cứ như thế chúng ta bị lạc vào một vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra được. Một khi đã mê cờ bạc, người chơi đều tin tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng họ đều rơi vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà. Dính vào cờ bạc thì có giàu sang đến mấy cũng nhanh chóng tiêu tan. Nhiều người còn mất hết tất cả chỉ sau một đêm, cuối cùng phải chọn cách tiêu cực để kết thúc cuộc đời. Cửa thứ hai, trốn trị lạc. Giống như cờ bạc,
những chốn phong hoa với nguyệt và ăn chơi trụy lạc thường không mang đến bất cứ lợi lộc gì, thậm chí còn kéo theo vô vàn rắc rối về sức khỏe, tài chính và hạnh phúc gia đình. Để có được thành công như ngày hôm nay, bạn đã phải tốn rất nhiều công sức, nên đừng chỉ vì một phút yếu lòng mà đánh đổi tất cả. Cũng giống như cờ bạc, những chốn trụy lạc này một khi đã bước chân vào thì khó mà dứt ra được, nó khiến sức khỏe sa sút, tiền tài tiêu tan, gia đình cũng ly tán. Nếu việc làm của bạn người khác biết được, bạn sẽ đánh mất nhân phẩm, danh dự bị xấu đi, vì thế hãy tránh xa nơi này càng sớm càng tốt, một khi đã dính vào thì hối hận cũng không kịp. Thứ ba, nơi thị phi. Cuộc sống vốn ẩn chứa vô vàn điều mới mẻ, kích thích nhiều sự hiếu kỳ của mọi người, ai cũng muốn được học hỏi và khám phá những điều mới lạ, có người thích nơi yên ả, nhưng có người lại thích chốn lao sao. Thế nhưng, một khi đã xa chân vào chốn thị phi, sẽ khiến bạn rước về hàng loạt rắc rối và phiền não không đáng có. Thêm một việc, không bằng bớt đi một việc, người ta muốn tránh còn chẳng được, bạn lại đâm đầu vào làm gì. Sống ở đời tốt nhất nên hạn chế đi quản những chuyện không liên quan đến mình. Nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn. Làm được những điều này, cuộc sống sẽ bình yên, phúc khí và may mắn tìm đến, còn tai họa và rắc rối sẽ bớt đi. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.